Tình yêu của em là biển rộng, anh như là thằng ngáo chưa bao giờ tập bơi. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tech New. Và hiện tại là tháng 6 và đã bắt đầu một cái mùa mưa nắng thất thường ở Sài Gòn. Thời tiết nóng thì rất là nóng, cực kỳ nóng, có thể nói là đây như các bạn có thể thấy. Còn thời tiết khi mà mưa, gọi là mưa gió bão bùng luôn. Thế nên là các biện pháp để bảo quản chiếc laptop của các bạn như thế nào là hợp lý. Và đây là một số cách mà mình nghĩ là có thể phần nào giúp đỡ được các bạn trong những ngày hè nắng nóng ở Sài Gòn như thế này. Ở miền Bắc thì mình không biết, tại vì mình cũng không ở miền Bắc, mình cũng chưa có dịp ở Bắc lần nào, cho nên là đây chỉ là một ý kiến cá nhân của một thanh niên ở Sài Gòn. Và nếu có gì đúng, có gì sai, xin mời anh em hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Và nếu đây là lần đầu anh em đến với channel của Tech New, mình xin mời anh em nhấn vào nút subscribe cũng như là nút chuông nhỏ nhỏ kia bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ clip nào của Tech New trong tương lai. Mình là Bai, bây giờ thì bắt đầu video nhé. Về các biện pháp làm mát cho chiếc laptop của bạn thì theo mình nghĩ là điều đầu tiên đó là các bạn hãy vệ sinh tản nhiệt cách định kỳ. Đối với ở một số nơi khác thì mình không biết, chứ ví dụ như ở Sài Gòn thì đâu đó khoảng 3 tháng cho đến 6 tháng bạn nên vệ sinh máy laptop của bạn một lần. Tùy vào mức độ tản nhiệt cũng như là hiệu năng của nó mà các bạn có thể đo được. Ví dụ như máy của bạn đang trong một thời gian khoảng 3 cho đến 6 tháng thì nó đang hoạt động ổn định. Nhưng có một số trường hợp thì nhiệt độ của CPU và GPU lên nóng quá, hoặc là có thể đang chơi nhưng mà nó bị crop khung hình, crop CPU và hiệu năng. Khi mà các bạn mở cái phần mềm MSI Afterburner lên á thì hiệu năng của nó sẽ bị sụt giảm xuống một cách khá là nghiêm trọng. Thì khi đó các bạn hãy kiểm tra về vấn đề tản nhiệt và vệ sinh chiếc laptop của bạn ngay. Có thể ở một số trường hợp thì nó có thể lỗi vặt về phần mềm, phần cứng. Tuy nhiên khi mà bạn kiểm tra cái phần cứng và phần mềm trên máy, nó không có lỗi làm gì. Và nếu như một bạn đang chạm chiếc SSD và máy cũng không bị chậm nhưng mà nó lại bị lỗi CPU và GPU, thì khi đó bạn nên kiểm tra về vấn đề vệ sinh tản nhiệt. Theo mình nhớ không lầm, ở thời điểm hiện tại khi mà bạn mua một chiếc laptop thì ở một số cái cửa hàng người ta đã có vệ sinh kiểm tra định kỳ. Trong đó nó bao gồm là một cái gói vệ sinh dành cho máy. Ví dụ như là khi bạn mua trong vòng 1 năm đầu tiên hoặc là năm thứ 2 gì đó thì các bạn sẽ được vệ sinh 1 đến 2 lần. Thì mình nghĩ là các bạn nên hãy có một khoảng thời gian định kỳ để mà đi kiểm tra lại chiếc laptop thân yêu của bạn. Ok, và cái nguyên nhân thứ hai mình nghĩ là nó gây ra cái hiện tượng nóng trên chiếc laptop của bạn, đó là do bụi phòng. Thật sự như vậy, mình là một người để laptop cũng như là PC ở trên tầng 1, và cái khu vực của mình để thì nó gần với lại cửa sổ và cũng như là cái cửa ban công. Cho nên là đôi lúc mình cũng có bật máy lạnh, tuy nhiên là đâu phải lúc nào mình cũng bật 24/24. Ví dụ như thời tiết lạnh hoặc là trời mưa thì mình cũng sẽ mở ra để cho cái không gian nó thoáng mát. Tuy nhiên khi mà mình mở cửa sổ và cửa ban công ra thì cái hiện tượng mà xe chạy qua lại gây ra bụi và nó vào phòng mình cũng rất là nhiều. Lý do là tại vì mình để cái khu vực mà chơi game của mình nó ở cái tầng 1 và nó gần ngay cái khu vực ban công, cho nên là bụi nó vào rất là dễ dàng. Và lời khuyên mình dành cho các bạn đó là các bạn hãy vệ sinh định kỳ cái phòng ốc của các bạn để cho nó sạch sẽ, nó thoáng mát và nó tránh gây ra hiện tượng bị đóng bụi trên chiếc laptop cũng như là PC. Cách bảo quản tốt nhất thì mình nghĩ là các bạn nên để sẵn một cái khăn mỏng thôi. Nhưng mà khi mà các bạn không chơi, các bạn hãy đậy lên chiếc laptop của các bạn, thì mình cam đoan rằng với việc vệ sinh phòng ốc sạch sẽ thoáng mát cũng như là để cái khăn trải lên như thế thì nó sẽ tránh được tình trạng bụi và bảo quản cái chiếc laptop của bạn được hoạt động lâu dài và ổn định hơn. Thứ ba, đó là đế tản nhiệt dành cho laptop. Ở thời điểm hiện tại thì theo mình thấy laptop của bạn sẽ chia làm hai phân khúc. Một là laptop văn phòng, hai là laptop gaming. Còn về cái laptop làm việc khác như là laptop workstation, laptop dựng phim cái gì đó thì mình sẽ không bàn tới, bởi vì những chiếc laptop này thuộc dạng phân khúc là nồi đồng có đá rồi. Cái hiệu quả tản nhiệt trên những chiếc laptop này nó thật sự đã rất là tốt rồi, cho nên mình sẽ không bàn tới. Kế bên đây là mình có một chiếc Acer VivoBook. Thì như các bạn có thể thấy ở thời điểm hiện tại, cái việc mà các bạn mua đế tản nhiệt cho một chiếc laptop văn phòng nó đã là một điều gì đó quá là xa vời. Thứ nhất, cái việc mà mang vác đi một cái đế tản nhiệt mình cảm giác là rất cồng kềnh. Thứ hai là cái việc
cái đế tản nhiệt laptop đó nó cho một cái hiệu quả tản nhiệt nó thật sự không phải là tối ưu. Đâu đó nó chỉ tầm 1 cho đến 3 độ hoặc là 2-3 độ gì đó mà thôi, chứ nó thật sự cũng không phải là mát. Hiện tại ở trên thị trường có một số dòng đế tản nhiệt mà mình cảm thấy rất là tốt, đó là những dòng tản nhiệt của Cooler Master. Ở thời điểm hiện tại thì các chiếc laptop văn phòng của chúng ta đã làm nhẹ và mỏng đến hết mức có thể để cho một cái hiệu năng tản nhiệt nó khá là tốt. Bên cạnh đó thì những chiếc máy laptop văn phòng thời điểm hiện tại nó cũng được trang bị bộ vỏ nhôm, cho nên là cái hiệu quả tản nhiệt của nó đã tốt rồi, bạn chỉ cần ngồi trong phòng máy lạnh. Thực sự ra mình thấy nó cũng không cần một cái đế tản nhiệt làm gì cả. Thứ hai đó là về chiếc laptop gaming, thì chiếc laptop gaming ở thời điểm hiện tại quạt và không gian tản nhiệt của nó đã cho một cái hiệu quả rất là tốt và hiệu năng rất là tuyệt vời rồi, cho nên mình nghĩ là... Tuy nhiên mình muốn nhắc lại cho các bạn nhớ là cái đế tản nhiệt laptop này thì cái thời mà đâu đó khoảng 2004-2005 người ta sử dụng rất là nhiều, cái thời mà laptop mới về, và chiếc laptop đó thời đó nó còn là một cái gì đó rất là xa xôi, rất là huyền bí và mà các bạn phải bỏ một số tiền rất lớn ra để các bạn có thể sở hữu được. Cho nên cái việc mà các bạn mua một cái đế tản nhiệt giúp cho chiếc máy của bạn hoạt động lâu dài và ổn định thì cái điều đó là cái điều mà người ta rất là cân nhắc. Cho nên cái thời đó thì cái đế tản nhiệt laptop bán được, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình thấy hầu như là cũng ít ai kinh doanh cái đế tản nhiệt laptop này lắm. Biện pháp thứ tư mà biện pháp cuối cùng mà mình cảm thấy rất là đúng đó là mua máy lạnh. Thực sự máy PC ở nhà mình thì mình render đâu đó tầm khoảng 83-84 độ. Tuy nhiên khi mà mua máy lạnh mình chỉ bật tầm khoảng 26-27 độ thôi, thì máy tính cũng như là PC của mình đã giảm xuống còn khoảng 77-78 độ mà thôi. Thực sự ở thời điểm hiện tại thì mình thấy một cái máy lạnh nó cũng không phải là một cái gì đó nó quá là xa vời đối với một người đã đi làm rồi. Hoặc nếu như bạn là một người sinh viên, cái việc mà gắn máy lạnh á, nó cũng không phải là một gì đó quá là ghê gớm. Ví dụ như bạn có thể vừa đi làm, vừa đi học, thì một cái máy lạnh trả góp có sử dụng inverter, đó là một điều khá là thoải mái. Thì khi mà các bạn mua một chiếc máy lạnh có inverter, thì inverter tức là cái bộ phận mà tiết kiệm điện á, thì nó cũng không phải là một cái gì đó quá là xa vời đối với một số người, một số bạn sinh viên nữa. Kết hợp giữa việc vệ sinh tản nhiệt, kết hợp giữa việc hạn chế bụi trong phòng, đế tản nhiệt laptop, và theo mình nghĩ là có không được, không có không được, và cuối cùng đó là mua máy lạnh, thì bốn cái yếu tố này cộng lại nó sẽ tạo ra cho bạn một cái hiệu quả trên một chiếc laptop được hoạt động lâu dài và ổn định hơn. Chiếc laptop đầu tiên mà mình sở hữu đó là Dell Inspiron N5110. Thì mình nhớ không lầm là mình mua chiếc laptop đó là năm cuối 2011, đầu 2012. Mình có sử dụng một số cái đế tản nhiệt, đâu đó mình mua khoảng 200-300 nghìn gì đó. Tuy nhiên cái hiệu quả tản nhiệt mà nó mang lại không tốt, nhưng mà nó lại kê cái phần tay của mình kê lên để lúc mà chơi game nó lại rất là khó khăn. Cho nên mình đã quyết định là bỏ cái đế tản nhiệt đó đi thay bằng một cái máy lạnh trả góp ở thời đó. Và hiệu quả mang lại cũng rất là tốt, tuyệt vời hơn cả cái đế tản nhiệt rất là nhiều. Và chiếc laptop đó thì tới gần năm 2016 nó mới bị hư và nó không xài được nữa, tức là nó bị hỏng bo mạch luôn. Thì cái khoảng thời gian mà mình xài nó là gần 5 năm hay hơn 5 năm gì đó, thật sự rất là tuyệt vời nếu mà bạn kết hợp những cái yếu tố lại với nhau. Và đó là một vài suy nghĩ của mình về những biện pháp mà làm mát cho laptop của các bạn. Chắc là mình nghĩ kết video là tại đây thôi. Nếu thích video này anh em đừng quên nhấn like. Còn nếu như đây lần đầu anh em đến với channel của TechNew, mình xin mời anh em nhấn vào nút subscribe và nút chuông nhỏ kế bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ video clip nào của TechNew trong tương lai. Mình là Bye và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye.